Đây nha các bạn nhá, ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em lại tiếp tục về Vĩnh Phúc, Vĩnh Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, khu Tam Đảo để có thi công cho anh trai. Mặc dù là đồ của anh cũng là rất là chất, Electro Boy này, Alpha này, Dan này, và đặc biệt là các bác nhìn được cái tủ máy, em nhìn vào em cũng hãi luôn nha các bạn nhá, đồ rất là xịn thôi, đồ quá xịn luôn, thật sự các bác này, đây, xoay cho toàn thể các bác nhìn này. Quá ok luôn. Và điều đặc biệt là ở cái bộ này thì em chú ý tới cái bộ dây này. Anh có bộ dây cũng cực kỳ là chất. Nhưng mà thật sự các bác là tiếng alo đây. D67124245910. Đấy, quá hay luôn, đúng không? Tiếng mic này thì ok rồi. Không thể hát được. Rồi. Và bây giờ thì em sẽ lắp cho anh, đó là một chiếc vàng DB Acoustic nha các bác nhá. Rồi ok các bác nhá. Thì bên cửa hàng bên em cũng đã lắp đặt cho quý khách, đó là một chiếc vang DB Acoustic S690. Và sau khi đã lắp đặt xong và bên em cũng đã cài đặt cho một bộ hệ thống karaoke này. Và em cùng các bác bây giờ sẽ đi trải nghiệm, đúng không ạ? Trải nghiệm xem sau khi lắp bộ vang này vào thì nó có cái gì thay đổi, và một dàn karaoke khá là chất và khá là ấn tượng. Em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm nhá. Ok các bác nhá. Thời con gái nương ngắm có bao người thầm mong thèm, mẹ giúp con gái yêu nay trông đi, chỉ thương hai đứa em, thương mẹ già còn đậm y a, chỉ thôi chưa nay chồng. Rồi một hôm vẫn xa, chúng tôi không còn thương ngày, chỉ nay nó các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chi buồn mà thương y a, chỉ tôi chưa lấy chồng. Đi sau